Cây này cây game wood nha các bạn. Cây này cũng cây cũ luôn nè, cây này có cái đế đẹp. Nhưng mà cái cây này cái tông cao. Cây này chiều cao nó 1. Đây, chiều cao nó khoảng 50 á. 50 50 đến 53 mấy bạn. 53. Cây này nó chiều cao, nó có chiều cao, nó có tông cao. Còn cái hoành nó cũng to, hoành nó 20 mấy á, hoành nó 23. Già. Cây được đế mặt tiền. Kim quýt các bạn ơi, giảm giá bán cho anh em nào mua chơi. Cái này cây cũ thôi. Cái này cũng làm theo kiểu hàng chợ thôi các bạn ơi. Có nguyên cái bộ tàn sau này nó già già luôn mấy bạn, chơi bông chơi trái gì đại khái gì. Ta uống cũng cơ bản thôi. Sau này chờ cành nhánh nó già lên rồi, mấy bạn cứ cắt tỉa chơi bông chơi trái thôi. Nói chung cây hàng chợ mấy bạn. Mấy cái này nếu mà làm từ nhỏ mới được, nuôi từ nhỏ thì cây mới đẹp được các bạn ơi. Như mấy cây mà khai thác về chỉ đánh hàng chợ thôi. Tại kim quýt nuôi lâu dữ lắm. Đánh hàng chợ thôi bạn ơi. Kim quýt. Cái này nói chung cây cũ thôi bạn ơi. Hôm nay đi trời nắng ghê mà trong quán mình. Nhà mình bán quán cà phê á, có ông cụ vô bán cái số. Không tin luôn. Một ngày ông bán mấy trăm tờ số các bạn. Mà không phải vấn đề là mình nói mấy trăm tờ số mà các bạn biết ông nhiêu tuổi không? Mình hỏi ông, mình nói ông nói ông 82 tuổi rồi. 82 tuổi còn mình đi bán một ngày mấy trăm tờ số các bạn thấy ghê không? Ngày ông bán khoảng mấy trăm tờ, 200 tờ vậy. Nhưng mà vấn đề không phải là bán nhiều hay bán ít. Nhưng mà vấn đề là chỗ ông đạp xe ghê thiệt, nể ông luôn. Đạp xe vô quán mình hỏi ông ở đâu không? Một ngày ông đạp mấy chục cây số nè, 82 tuổi mà ngày đạp mấy chục cây số đi bán cây số ghê thiệt. Ngày ông đạp khoảng 30 cây đi về, khoảng 30 cây mấy bạn, đi về 30 cây nữa là 60 cây mấy bạn. Trời ơi tôi không tin luôn, ông nói mà tôi không tin luôn. Một ngày ông đạp 60 cây số đi bán cái số, trời ơi. Mà ông 82 tuổi rồi. Trời ơi, như mình còn trẻ đây kêu mình đạp 60 cây số là mình cũng thấy muốn bệnh đạn rồi. Trời ơi. Không tin luôn. Thôi nhiều khi thấy mình còn sung sướng ghê liệt. Rồi một ngày ông đạp 60 cây số các bạn. Nhà ông ở cách cái địa điểm ông bán là khoảng 30 cây, ông đạp tới 30 cây rồi ông lại đạp về nữa là coi như 60 cây số rồi. Trời ơi ghê thiệt, khủng khiếp. Kim quýt các bạn ơi, kể câu chuyện nghe chơi thôi. Ngày hôm nay quán cà phê mình có ông vô ông bán, đó giờ mình đâu có thấy ông bán. Mình thấy ông già quá trời mình mới hỏi. Nhưng mà ông còn tươi cười dữ lắm nha, vui vẻ lắm. Hỏi ông nhiều thấy ông quá già. Mình mới hỏi ông, nói ông 82 tuổi, ghê thiệt. Ngày đạp 60 km, không tin luôn. Mình hỏi ông còn không tin luôn. Ông nhà ông ở sát quê, sát nhà ngoại mình, dưới gần quê ngoại mình luôn. Trời ơi khủng khiếp. Kim bút các bạn ơi.